Cuốn 67 Kinh Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Hỷ hữu, bạch Đức Thế Tôn, các Bồ Tát Ma Ha Tát thành tựu đại công đức đó là vì hết thảy chúng sanh mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật muốn được vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Bạch Đức Thế Tôn, làm sao các Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật? Phật bảo Tu Bồ Đề: Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu Bát Nhã Ba La Mật chẳng thấy tướng sắc tăng, chẳng thấy tướng sắc giảm, chẳng thấy tướng thọ tưởng hành thức tăng, cũng chẳng thấy tướng giảm, cho đến đối với trí nhất thiết chủ cũng chẳng thấy tướng tăng, chẳng thấy tướng giảm, Bồ Tát Ma Tát khi ấy đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng thấy ấy là pháp, ấy là phi pháp, chẳng thấy ấy là pháp quá khứ, là pháp vị lai, pháp hiện tại, chẳng thấy đó là pháp thiện, pháp bất thiện, pháp hữu ký, pháp vô ký, chẳng thấy đó là pháp hữu vi, pháp vô vi, chẳng thấy cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, chẳng thấy thí ba la mật, giới ba la mật, nhẫn ba la mật, tấn ba la mật, thiền ba la mật, bát nhã ba la mật, cho đến chẳng thấy trí nhất thiết chủng. Như vậy Bồ Tát Ma Ha Tát đầy đủ tu hành bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì các pháp vô tướng, các pháp không hư dối, không kiên cố, không có kẻ biết, không có kẻ sống lâu. Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, điều Thế Tôn nói chẳng thể nghĩ bàn. Phật bảo Tu Bồ Đề: Sắc chẳng thể nghĩ bàn, nên điều nói ra chẳng thể nghĩ bàn. Vì thọ tưởng hành thức chẳng thể nghĩ bàn, nên điều nói ra chẳng thể nghĩ bàn. Vì sáu ba la mật chẳng thể nghĩ bàn, nên điều nói ra chẳng thể nghĩ bàn. Cho đến vì trí nhất thiết chủng chẳng thể nghĩ bàn, nên điều nói ra chẳng thể nghĩ bàn. Tu Bồ Đề: Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật biết sắc là chẳng thể nghĩ bàn, thọ tưởng hành thức chẳng thể nghĩ bàn, cho đến trí nhất thiết chủng là chẳng thể nghĩ bàn, thầy Bồ Tát không thể đầy đủ tu hành Bát Nhã Ba La Mật. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật sâu thẳm ấy ai sẽ tin hiểu? Phật dạy: Nếu có Bồ Tát mà tu lâu sáu ba la mật, trong các lành thân cận cúng dường nhiều đức Phật, theo cùng thiện trí thức, thầy Bồ Tát ấy có thể tin hiểu Bát Nhã Ba La Mật sâu thẳm. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát tu lâu sáu ba la mật, trong các lành thân cận cúng dường nhiều đức Phật, theo cùng thiện tri thức như thế nào? Phật dạy: Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát không phân biệt sắc, không phân biệt sắc tướng, không phân biệt sắc tánh, không phân biệt thọ tưởng hành thức, không phân biệt thọ tưởng hành thức tướng, không phân biệt thọ tưởng hành thức tánh, mắt tai mũi lưỡi thân ý, sắc tiếng mùi vị xúc pháp, nhãn giới cho đến ý thức giới cũng như vậy, không phân biệt cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, không phân biệt tướng tánh ba cõi, không phân biệt thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật, nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ cho đến tám thánh đạo phần, Phật mười lực cho đến 18 pháp không chung, không phân biệt tướng tánh 18 pháp không chung, không phân biệt tướng tánh đạo chủng trí, không phân biệt trí nhất thiết chủng, không phân biệt tướng trí nhất thiết chủng, không phân biệt tánh trí nhất thiết chủng. Vì sao? Tu Bồ Đề, vì sắc chẳng thể nghĩ bàn, cho đến trí nhất thiết chủng chẳng thể nghĩ bàn. Như vậy Tu Bồ Đề ấy là Bồ Tát Ma Ha Tát tu lâu Bát Nhã Ba La Mật, trong các lành thân cận cúng dường nhiều đức Phật, theo cùng thiện trí thức. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, sắc rất sâu nên Bát Nhã Ba La Mật rất sâu, thọ tưởng hành thức rất sâu, cho đến trí nhất thiết chủng rất sâu nên Bát Nhã Ba La Mật rất sâu. Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật ấy là nơi tích tụ chân bảo, vì có chân bảo quả Tu Đà Hoàn, có chân bảo quả Tu Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, đạo Bích Chi Phật, vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, có chân bảo bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông, bốn niệm xứ cho đến tám thánh đạo phần, Phật mười lực, bốn điều không sợ, bốn trí vô ngại, đại từ đại bi, 18 pháp không chung, nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí. Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật ấy là nơi tích tụ thanh tịnh, vì sắc thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật tích tụ thanh tịnh, vì thọ tưởng hành thức thanh tịnh, cho đến trí nhất thiết chủng thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật tích tụ thanh tịnh. Luận: Bồ Tát ấy thành tựu đại công đức là như trước nói, tự mình tu cũng dạy người khác tu. Lại nữa, nhiều công đức là đối với chúng sanh, chẳng phải bà con, lại không có tham lợi, song chỉ vì chúng sanh mà cần khổ tu Bát Nhã Ba La Mật, chứng được vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Bồ Tát Ma Ha Tát ấy có ân lớn nên gọi là đại công đức. Tướng trạng tu Bát Nhã Ba La Mật
Như trong phần trước, mỗi mỗi nói rõ, này hỏi tướng trạng tu bát nhã đầy đủ, Phật dạy. Tướng trạng tu bát nhã đầy đủ cũng như vậy. Vì sao? Nếu Bồ Tát không thấy các pháp sắc vân vân tăng giảm, như vậy gọi là đầy đủ. Bồ Tát ấy tuy được 10 lực ngồi đạo tràng, bấy giờ tu bát nhã ba la mật đầy đủ như mộng như huyễn, chẳng tăng chẳng giảm vì rốt ráo không, cho nên nói. Lại nữa, nếu Bồ Tát đối với hết thảy pháp không phân biệt là pháp là phi pháp, đều là pháp như nước biển lớn, trăm sông muôn dòng đều hợp cùng một vị, bấy giờ tu bát nhã ba la mật đầy đủ. Lại nữa, nếu Bồ Tát trùng vào pháp không, chẳng thấy pháp có ba đời, thiện, bất thiện, vân vân, chẳng thấy sáu ba la mật cho đến trí nhất thiết chủng, là bấy giờ tu bát nhã ba la mật đầy đủ. Vì sao? Vì các pháp thật tướng là vô tướng. Nếu phân biệt các pháp thì đó là tướng tà kiến, dụng 18 không, nên gọi là các pháp không. Các pháp do nhân duyên hòa hợp sanh cho là có, vì các duyên xa lìa thời tán hoại nên hư dối, trong hết thảy pháp hữu vi vì vô thường không thật nên gọi là chẳng kiên cố. Không có kẻ thọ khổ vui là vì chúng sanh không, không có kẻ biết là không biết khổ vui, không có kẻ sống lâu, sống tức là mạng căn. Có người nói mạng căn ấy có ngã tướng, thế nên sống lâu là ngã. Đối với chúng sanh không, dùng mỗi mỗi nhân duyên phá, thế nên không có kẻ hành pháp, không có kẻ thọ pháp. Nếu quán các pháp không, chúng sanh không, pháp không, như vậy thời đầy đủ tu bát nhã ba la mật. Bấy giờ tu bồ đề đối với bát nhã không có được chỗ nương dựa, như chìm biển lớn, thế nên bạch Phật, bát nhã sâu thẳm ấy chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể nghĩ bàn cũng chẳng thể nghĩ bàn, vậy ai sẽ tin hiểu được? Nếu chỉ chẳng thể nghĩ bàn còn không thể tin được, huống gì chẳng thể nghĩ bàn lại chẳng thể nghĩ bàn. Phật dạy, nếu Bồ Tát tu sáu ba la mật lâu, trồng thiện căn lâu, cúng dường thân cận chư Phật lâu, theo cùng thiện tri thức lâu, nhờ nhân duyên ấy nên lòng tin bền chắc, có thể tín thọ bát nhã ba la mật sâu thẳm. Trong các phẩm khác nói, có người mới phát tâm cũng có thể tin bát nhã ba la mật sâu thẳm. Này Phật nói, người phát tâm lâu nên có thể tin. Vì vậy tu Bồ Đề hỏi thế nào là phát tâm lâu? Phật dạy, nếu Bồ Tát biết tướng bát nhã ba la mật rõ ràng, không phân biệt tất cả pháp, nghĩa là không phân biệt sắc bốn đại hoặc sắc do bốn đại tạo ra, không phân biệt sắc tướng là không phân biệt sắc, là có thể thấy, tiếng là có thể nghe, sắc ấy hoặc tốt hoặc xấu, hoặc dài hoặc ngắn, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc khổ hoặc vui, vân vân. Không phân biệt sắc tánh là không thấy sắc pháp thường, tức là không thấy đất có tánh cứng, vân vân. Lại nữa, thật tánh của sắc gọi là pháp tánh. Vì rốt ráo không, Bồ Tát không phân biệt pháp tánh, vì pháp tánh là bất hoại, cho đến trí nhất thiết chủng cũng như vậy. Hỏi, tướng đất là cứng, cớ sao nói tánh? Đáp, tướng ấy tích tập thành tánh, thế như người giận dữ, ngày ngày tập quen mãi, thời thành tánh dữ. Hoặc tánh và tướng khác nhau, như thấy khói biết lửa, khói là tướng lửa, chứ chẳng phải lửa. Hoặc tướng và tánh chẳng khác nhau, như nóng là tướng lửa, cũng là tánh lửa. Trong đây Phật nói nhân duyên, các pháp sắc vân vân, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể nghĩ bàn. Tức là rốt ráo không, thật tướng các pháp thường thanh tịnh. Tu Bồ Đề, tuy Bồ Tát trẻ ngày tháng năm không lâu, song tu được như vậy, nên gọi là tu lâu. Tu Bồ Đề, nghe bát nhã ba la mật còn được lợi ích sâu xa, nên bạch Phật rằng, bát nhã ba la mật rất sâu, vì sắc vân vân rất sâu, tướng sắc vân vân rất sâu như trước đã nói. Bạch Đức Thế Tôn, bát nhã ba la mật là nơi tích tụ chân bảo. Tích tụ chân bảo đó là quả tu đà hoàn, vì hay diệt trừ ba ác độc, ba kiếp cho đến chứng được vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Hay diệt trừ tất cả phiền não và tập khí, hay đầy đủ tất cả ước nguyện. Các quả vị ấy đường các thiền cho đến trí nhất thiết chủng, nhân và quả hợp lại, nói gọi là chân bảo tích tụ. Bát nhã ba la mật ấy là nơi tích tụ thanh tịnh, vì các pháp sắc vân vân thanh tịnh. Đối với sắc pháp vân vân, chánh hạnh không tà gọi là thanh tịnh, không có các tội lỗi, cho đến chẳng chấp trước rốt ráo không, cũng chẳng chấp trước, chẳng thể nghĩ bàn, nên gọi là thanh tịnh, tích tụ. Kinh, tu Bồ Đề thừa, Bạch Đức Thế Tôn rất quái lạ, khi nói bát nhã ba la mật thì thường có chướng nạn. Phật dạy, như vậy, tu Bồ Đề, bát nhã ba la mật sâu thẳm ấy thường có chướng nạn, vì lẽ ấy, thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu khi muốn chép bát nhã ba la mật, hãy nên chép mau. Nếu khi đọc tụng, tư duy, thuyết giảng, nhớ nghĩ, tu hành,
cũng nên tu hành mau. Vì sao? Vì không muốn để cho các nạn khởi lên trong khi chết, đọc tụng, tư duy, thuyết giảng, nhớ nghĩ đúng, tu hành bát nhã ba la mật sâu thẳm ấy. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu một tháng chép thành, hãy nên siêng chép, hoặc 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, 7 tháng, hoặc 1 năm mới chép thành cũng nên siêng chép. Nếu đọc tụng, tư duy, thuyết giảng, nhớ nghĩ đúng, tu hành hoặc 1 tháng được thành tựu, cho đến 1 năm được thành tựu, hãy nên siêng năng thành tựu. Vì sao? Vì đối với chân bảo ấy có nhiều chướng nạn khởi lên. Tu Bồ Đề thưa, bạch Đức Thế Tôn, đối với bát nhã ba la mật thậm thâm ấy, ác ma ưa làm chướng nạn, không để cho chép, không để cho đọc tụng, suy nghĩ, thuyết giảng, nhớ nghĩ đúng, tu hành. Phật bảo Tu Bồ Đề, ác ma tùy muốn làm chướng nạn bát nhã ba la mật thậm thâm ấy, không để cho chép, đọc tụng, suy nghĩ, thuyết giảng, nhớ nghĩ đúng, tu hành. Cũng không thể phá hoại Bồ Tát Ma Ha Tát chép bát nhã ba la mật cho đến tu hành. Bấy giờ Xá Lợi Phất bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, do lực của ai nên ác ma không thể làm chướng nạn Bồ Tát Ma Ha Tát chép bát nhã ba la mật thậm thâm cho đến tu hành? Phật dạy, do lực của Phật nên ác ma không thể chướng nạn Bồ Tát Ma Ha Tát chép bát nhã ba la mật thậm thâm cho đến tu hành. Xá Lợi Phất, cũng là do lực của chư Phật hiện tại trong 10 phương thế giới ủng hộ niệm tưởng Bồ Tát ấy nên làm cho ác ma không thể lưu nạn Bồ Tát Ma Ha Tát, khiến không chép thành được bát nhã ba la mật cho đến tu hành. Vì sao? Vì trong 10 phương thế giới vô lượng vô biên vô số chư Phật hiện tại ủng hộ niệm tưởng Bồ Tát ấy chép bát nhã ba la mật thậm thâm cho đến tu hành. Pháp nghĩ như vậy không thể làm chướng nạn. Xá Lợi Phất, thiện nam tử, thiện nữ nhân nên nghĩ rằng ta chép được bát nhã ba la mật thậm thâm ấy cho đến tu hành đều là nhờ lực của 10 phương chư Phật. Xá Lợi Phất thưa, bạch Đức Thế Tôn, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân chép bát nhã ba la mật thậm thâm ấy cho đến tu hành đều là nhờ lực của Phật, nên biết người ấy được chư Phật ủng hộ. Phật dạy, như vậy, Xá Lợi Phất, nên biết nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân chép được bát nhã ba la mật thậm thâm ấy cho đến tu hành đều là nhờ lực của Phật, nên biết cũng là được chư Phật ủng hộ. Xá Lợi Phất thưa, bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô biên vô số chư Phật hiện tại trong 10 phương đều biết, đều lấy Phật nhãn thấy thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy khi chép bát nhã ba la mật thậm thâm cho đến tu hành. Phật dạy, như vậy, vô lượng vô số vô biên chư Phật hiện tại trong 10 phương đều biết, đều lấy Phật nhãn thấy khi thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy chép bát nhã ba la mật thậm thâm cho đến tu hành. Xá Lợi Phất, trong đây thiện nam tử, thiện nữ nhân cầu Bồ Tát đạo, nếu chép bát nhã ba la mật thậm thâm và thọ trì, đọc tụng, nhớ nghĩ đúng, tu hành đúng như nói, nên biết người ấy đã gần vô thượng chánh đẳng Bồ Đề không lâu. Xá Lợi Phất, thiện nam tử, thiện nữ nhân chép bát nhã ba la mật thậm thâm ấy và thọ trì đọc tụng cho đến nghĩ đúng, người ấy đối với bát nhã ba la mật tin hiểu nhiều, cũng cúng dường cung kính tôn trọng tán thán bát nhã ba la mật và cúng dường hương hoa anh lạc cho đến phản lọng. Xá Lợi Phất, chư Phật đều biết, đều lấy Phật nhãn thấy thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy nhờ công đức cúng dường sẽ được lợi ích lớn, quả báo lớn. Xá Lợi Phất, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do nhân duyên công đức cúng dường ấy nên chọn không bị đọa vào đường ác cho đến khi được địa vị bất thối chuyển, chọn không xa lìa chư Phật. Xá Lợi Phất, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do nhân duyên của thiện căn nên cho đến khi được địa vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chọn không xa lìa 6 ba la mật, chọn không xa lìa nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, chọn không xa lìa 4 niệm xứ cho đến 8 thánh đạo phần, chọn không xa lìa 10 lực cho đến vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Luận, bấy giờ Tu Bồ Đề nghĩ rằng bát nhã ba la mật ấy là nơi trần bảo tích tụ hay làm thỏa mãn ước nguyện của hết thảy chúng sanh, đó là các cái vui đời nay, vui niết bàn, cái vui vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Người ngu si mà lại muốn phá hoại bát nhã ba la mật thanh tịnh tích tụ như ngọc báu như ý, không có tì vết, như hư không không có bụi nhơ. Bát nhã ba la mật là thanh tịnh tích tụ rốt ráo, mà người kia tự khởi lên tà kiến muốn làm chướng nạn phá hoại, thì như người mắt lòa thấy chân bảo đẹp cho là bất tịnh mới nghĩ như vậy. Chướng nạn là nhân duyên về những việc mà phá hoại bát nhã ba la mật. Phật ấn khả lời Tu Bồ Đề nói, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân muốn chép bát nhã ba la mật, hãy chép cho mau, cho đến nhớ nghĩ đúng, khi tu hành đúng như lời nói,
cũng hãy tu hành mau. Lý do phải cho mau vì pháp hữu vi không thể tin, vì có sự chứng nạn khởi lên. Bộ loại kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật có nhiều có ít, có thượng trung hạ, như quang tán Bát Nhã, phóng quang Bát Nhã, đạo hành Bát Nhã. Có người viết chép, viết mau viết chậm, có người nhất tâm siêng viết, có người giải đãi không tinh cần, mạng người vô thường là pháp hữu vi không thể tin. Đức Phật Thích Ca sanh ra giữa đời ác trược, có nhiều chướng nạn, thế nên nói nếu có thể chép 1 tháng xong, hãy siêng chép cho xong, chớ bỏ giữa chừng, vì sợ có chướng nạn, cho đến phải chép 1 năm cũng vậy. Giống như chép, cho đến tu hành cũng phải cho mau, mau chậm tùy theo người căn lợi độ. Trong đây Phật lại nói nhân duyên, thế gian vì chân bảo nên sinh nhiều giặc cướp. Bát Nhã là chân bảo lớn nên có nhiều chướng nạn. Chướng nạn là như tật bệnh, đói khát, vân vân. Song vì ma sự lớn nên nói ma sự chướng nạn, hoặc ma dân, ác quỷ, gây nhân duyên ác, xâm nhập thân người, nhiễu loạn tâm người, phá người chép Bát Nhã, hoặc khiến người chép mệt mỏi, hoặc xúi việc nước nổi lên, hoặc người chép không ai cúng dường giúp đỡ, những việc như vậy. Khi đọc tụng, thời thầy trò không hòa hợp, khi thuyết giảng ở giữa đại chúng, hoặc có người đến kể tội lỗi của pháp sư, hoặc nói pháp sư không thể tu hành như lời nói, đâu cần nghe theo, hoặc nói tùy pháp sư giữ giới mà lại độn căn không hiểu nghĩa sâu, nếu nghe pháp sư ấy nói chọn không ích gì. Hoặc nói Bát Nhã Ba La Mật là không, không có gì của chính nó, diệu hết thảy pháp, diệt hết thảy pháp, không có chỗ để tu hành, thì như người trần truồng mà lại tự nói ta mặc áo trời, có các chướng nạn như vậy làm cho không thể thuyết giảng. Không nhớ nghĩ đúng là ma hiện làm thân đẹp, hoặc hiện làm thiện tri thức, hoặc hiện hình vị sa môn đáng tin kính. Để nói Bát Nhã Ba La Mật là không, không có gì của chính nó, tuy có danh từ tội phước mà không có đạo lý, hoặc nói Bát Nhã Ba La Mật không, tức có thể chứng niết bàn. Những việc như vậy là việc phá hoại sự nhớ nghĩ đúng tu hành Phật đạo. Bồ Tát mới phát tâm nghe việc ấy, tâm rất kinh sợ. Chúng ta mang thân sinh tử, mà là chủ cõi dục, oai thế rất lớn. Ta làm sao tu Bát Nhã Ba La Mật để được đạo vô thượng? Vì thế Phật nói ác ma tuy muốn chướng nạn cũng không thể phá hoại. Vì sao? Vì nhân duyên lớn thường phá được tiểu nhân duyên. Như người lìa dục thường hơn người tham dục, người từ bi thường hơn người sân nhuế, người trí thường hơn người vô trí. Bát Nhã Ba La Mật là chân trí tuệ, oai lực rất lớn, còn ma sự hư dối. Bồ Tát tuy chưa được đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật, song được khí phần của Bát Nhã nên ma không thể phá. Vì nhân duyên việc ấy nên giá lại phất bạch Phật, do sức ai nên ma không thể phá. Phật đáp, do sức Phật. Như giữa hạng người ác thì ma lớn, giữa hạng người thiện thì Phật lớn, giữa hạng người trói buộc thì ma lớn, giữa hạng người giải thoát thì Phật lớn, giữa hạng người chướng nạn thì ma lớn, giữa hạng người thông đạt thì Phật lớn. Trước đây nói sức Phật là chỉ Đức Phật Thích Ca Văn, sau nói sức Phật là chỉ chư Phật hiện tại trong 10 phương, như Phật A Súc, A Di Đà, vân vân. Giống như giặc ác có các ác khác tương trợ, phép của chư Phật cũng như vậy. Thường vì hết thảy chúng sanh nên hễ có người phát tâm thì liền ủng hộ. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của chư Phật 10 phương, hay bị người muốn trở hoại không thể không ủng hộ. Vì sức của các chướng nạn lớn nên những người chép đọc nhớ nghĩ đúng được là đều nhờ sức Phật 10 phương thủ hộ. Xá Lợi Phất nói, nếu có người viết chép thọ trì cho đến tu hành đều được chư Phật ủng hộ. Phật ấn khả lời ấy. Xá Lợi Phất lại thưa, bạch Đức Thế Tôn, các thiện nam tử, thiện nữ nhân viết chép thọ trì vân vân, chư Phật hiện tại trong 10 phương đều lấy Phật nhãn thấy biết nhớ nghĩ ư? Phật ấn khả nói như vậy. Trước ác ma đến phá hoại, Phật và 10 phương thủ hộ không cho trở hoại. Này lấy Phật nhãn thấy thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, biết người ấy khó có công đức, chưa phá lưới ma mà có thể tu hành Bát Nhã Ba La Mật là việc lớn, nên 10 phương Phật lấy Phật nhãn thấy biết nhớ nghĩ người ấy. Hỏi, lấy thiên nhãn thấy hay lấy Phật nhãn thấy? Nếu lấy thiên nhãn thấy, cớ sao trong đây nói Phật nhãn? Nếu lấy Phật nhãn thì chúng sanh hư dối, tại sao lấy Phật nhãn thấy? Thiên nhãn có 2 loại, một nhiếp vào Phật nhãn, hai không nhiếp. Loại không nhiếp vào Phật nhãn thì thấy chúng sanh hiện tại vì có hạn lượng. Loại nhiếp vào Phật nhãn thì thấy chúng sanh 3 đời không có hạn lượng. Pháp nhãn nhiếp vào Phật nhãn chỉ thấy các pháp, không thấy chúng sanh.
Tuệ nhãn nhiếp vào Phật nhãn không thấy pháp, chỉ thấy rốt ráo không? Hỏi: Thiện nhãn nhiếp vào Phật nhãn là thật hay hư vọng? Nếu hư vọng, Phật không nên lấy cái hư vọng để thấy. Nếu thật, chúng sanh không, chúng sanh hiện tại còn không thật, huống gì chúng sanh vị lai quá khứ? Đáp: Thiện nhãn nhiếp vào Phật nhãn đều là thật. Chúng sanh đối với niết bàn cho là hư vọng, chẳng phải đối với cái thế giới trông thấy cho là hư vọng. Nếu người nào đối với chúng sanh thủ lấy định tướng thì nó là hư vọng, chẳng phải vì thế đế nên nói hư vọng. Vì thế thiện nhãn nhiếp vào Phật nhãn thì thấy chúng sanh. Hỏi: Nếu như vậy, cớ sao không lấy tuệ nhãn nhiếp vào Phật nhãn để thấy chúng sanh? Đáp: Tuệ nhãn mãnh lợi vô tướng, nên tuệ nhãn thường tương ứng với không, vô tướng, vô tác, không nhằm để thấy chúng sanh. Vì sao? Vì năm uẩn hòa hợp giả gọi là chúng sanh. Thế như đối với tiểu nhi, có thể lấy gậy nhỏ đánh, không thể đánh gậy to. Trong đây tán thán Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật là nói theo thế đế chứ không phải nói theo đệ nhất nghĩa. Hỏi: Pháp đời vị lai chưa có, nghĩ còn biết khó, huống gì mắt thấy? Đáp: Như pháp quá khứ, tuy đã mất không có gì, mà do niệm lực tâm số pháp nên có thể nhớ việc quá khứ suốt cả đời trước. Thánh nhân cũng như vậy, có sức thánh trí, tuy pháp chưa sanh khởi mà có thể biết, có thể thấy. Lại nữa, ở trong Bát Nhã thì không phân biệt ba đời, vị lai quá khứ hiện tại không khác. Nếu thấy quá khứ hiện tại thì vị lai cũng có thể thấy. Nếu không thấy quá khứ vị lai thì cũng không thể thấy hiện tại. Hỏi: Chúng sanh đời mạt pháp ở phương Bắc, lậu kiết chưa hết, là người tội ác, cớ sao Phật thấy, biết, niệm nghĩ? Đáp: Tướng trạng đại bi của Phật là thường yêu thấu xương tủy, Bồ Tát ấy có thể phát tâm vô thượng đạo. Vì chúng sanh nên Phật xem pháp ấy cuối cùng sẽ hương thịnh. Sau khi ta niết bàn, người ấy sẽ tá trợ Phật pháp, vì thế nên ta nghĩ biết đến. Lại nữa, người cuối cùng ở phương Bắc, sanh ở biên địa đời xấu ác, ba độc xí thịnh, trong kiếp đao binh, hiển thánh rất ít. Người ấy không biết được nhân duyên tội phước, chỉ nghe theo người hoặc đọc kinh, bèn hay tín vui cúng dường mà mau gần đến vô thượng đạo không lâu. Việc ấy là khó, còn nếu gặp Phật ở đời, được địa vị bất thối mà tin hiểu tu hành Bát Nhã Ba La Mật không phải là khó. Có vô lượng các thứ nhân duyên như vậy, nên Phật có thể thấy, nhớ, nghĩ, biết. Người ấy có tâm tin hiểu lớn nên có thể cúng dường Bát Nhã Ba La Mật, cúng dường đủ hoa hương, vân vân như trước đã nói. Do cúng dường nên được quả báo lớn, cũng như người hủy báng bị khổ não lớn. Quả báo lớn là tu đà hoàn chọn không bị đọa ba ác đạo. Bồ Tát ấy nhất tâm tin hiểu, cúng dường Bát Nhã Ba La Mật cũng như vậy. Do ái niệm chư Phật thường tu niệm Phật tam muội nên chọn không rời chư Phật cho đến khi đạt địa vị bất thối. Vì giáo hóa chúng sanh mà rời chư Phật không có lỗi, đúng như trẻ con không rời mẹ nó vì sợ xa vào tai nạn. Vì thường ái niệm sâu xa thiện pháp nên cho đến khi chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề, chọn không gian lìa sáu ba la mật, được đại quả báo đời nay đời sau như thế. Kinh Xá Lợi Phất: Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu ấy, sau khi Phật niết bàn sẽ chuyển đến phương Nam. Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Yêu Bà Tắc, Yêu Bà Di ở đó sẽ chép Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu, sẽ thọ trì đọc tụng, tư duy thuyết giảng, nhớ nghĩ đúng và tu hành. Do nhân duyên của thiện căn ấy nên chọn không rơi vào ác đạo, hưởng cái vui cõi trời cõi người, tăng ích sáu ba la mật, cúng dường cung kính tôn trọng tán thán chư Phật, tạm dùng thành văn bích chi Phật, Phật thừa mà đắc niết bàn. Xá Lợi Phất: Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu ấy từ phương Nam sẽ chuyển đến phương Tây sở tại. Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Yêu Bà Tắc, Yêu Bà Di ở đó sẽ chép Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu ấy, sẽ thọ trì đọc tụng, tư duy thuyết giảng, nhớ nghĩ đúng, tu hành. Do nhân duyên của thiện căn ấy nên chọn không xa vào ác đạo, mà hưởng thọ cái vui cõi trời cõi người, tăng ích sáu ba la mật, cúng dường cung kính tôn trọng tán thán chư Phật, tạm lấy thanh văn bích chi Phật, Phật thừa mà được niết bàn. Xá Lợi Phất: Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu ấy từ phương Tây sẽ chuyển đến chỗ sở tại phương Bắc, ở đó Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Yêu Bà Tắc, Yêu Bà Di sẽ chép Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu ấy, sẽ thọ trì đọc tụng, tư duy thuyết giảng, nhớ nghĩ đúng, tu hành. Do nhân duyên của thiện căn ấy nên chọn không xa vào ác đạo, mà hưởng cái vui cõi trời cõi người, tăng ích sáu ba la mật, cúng dường cung kính tôn trọng tán thán chư Phật, tạm lấy hy thành văn bích chi Phật, Phật thừa mà được niết bàn.
Xá Lợi Phất, Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu ấy. Khi ấy, phương Bắc sẽ lấy làm Phật sự. Vì sao? Xá Lợi Phất, pháp ta lúc thạnh không có tướng diệt. Xá Lợi Phất, ta đã niệm tưởng thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, thọ trì Bát Nhã Ba La Mật cho đến tu hành. Ta cũng niệm tưởng thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, có thể chép Bát Nhã Ba La Mật, tôn trọng tán thán, cung kính, cúng dường hương hoa cho đến phàm lọ. Xá Lợi Phất, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, do nhân duyên của thiện căn ấy, chọn không xa phả ác đạo, mà hưởng cái vui cõi trời cõi người, tăng ích sáu ba la mật, cung kính cúng dường tôn trọng tán thán chư Phật, tạo lấy thanh văn bích chi Phật, Phật thừa mà được niết bàn. Vì sao? Xá Lợi Phất, vì ta lấy Phật nhãn xem thấy người ấy, ta cũng khen ngợi tán thán, và vô lượng vô số chư Phật trong mười phương thế giới cũng lấy Phật nhãn xem thấy người ấy, cũng khen ngợi tán thán. Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu ấy lúc về sau sẽ lưu hành rộng rãi ở phương Bắc ư? Phật dạy: Như vậy, như vậy. Xá Lợi Phất, Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu ấy lúc sau sẽ lưu hành rộng rãi ở phương Bắc. Xá Lợi Phất, lúc sau ở phương Bắc, thiện nam tử, thiện nữ nhân nếu nghe được Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu ấy, hoặc chép thọ trì, đọc tụng, tư duy, thuyết giảng, nhớ nghĩ đúng, tu hành đúng như lời nói, nên biết thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy từ lâu đã phát tâm đại thừa, cúng dường nhiều đức Phật, trồng thiện căn lâu ngày, đi theo cùng thiện trí thức. Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, lúc sau ở phương Bắc sẽ có bao nhiêu thiện nam tử, thiện nữ nhân của Phật đạo chép Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu cho đến tu hành như lời nói? Phật bảo Xá Lợi Phất: Lúc sau ở phương Bắc tuy có nhiều thiện nam tử, thiện nữ nhân của Phật đạo, mà ít có người nghe Bát Nhã Ba La Mật ấy, chẳng thối, chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng hãi. Vì sao? Vì người ấy đã thân cận cúng dường nhiều chư Phật, hỏi han nhiều đức Phật, người ấy chắc chắn được đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật, thiền Ba La Mật, nhẫn Ba La Mật, tấn Ba La Mật, giới Ba La Mật, thí Ba La Mật, đầy đủ bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung. Xá Lợi Phất, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy vì căn lành thuần thục nên có thể làm lợi ích cho nhiều chúng sanh. Nên có thể làm lợi ích nhiều cho chúng sanh, vì vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì sao? Vì ta nay vì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy mà nói pháp tương ứng với hỷ trí nhất thiết chủng. Quá khứ chư Phật cũng vì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy mà nói pháp tương ứng với trí nhất thiết chủng. Do nhân duyên ấy, nên người vào đời sau tiếp tục được tâm vô thượng chánh đẳng bồ đề. Cũng vì người khác nói pháp vô thượng chánh đẳng bồ đề, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy đều nhất tâm hòa hợp, mà hoặc ma dân còn không thể làm phá hoại tâm vô thượng chánh đẳng bồ đề. Huống gì người ác chê bai, người tu Bát Nhã Ba La Mật mà phá hoại tâm vô thượng chánh đẳng bồ đề kia được? Xá Lợi Phất, các thiện nam tử, thiện nữ nhân cầu Bồ Tát đạo ấy, nghe nói Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu, được pháp hỷ, pháp lạc lớn, cũng an lập nhiều người nơi thiện căn vì vô thượng chánh đẳng bồ đề. Luận, Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu ấy, sau khi Phật diệt độ, sẽ chuyển đến quốc độ phương Nam. Phật xuất hiện ở phương Đông, nói Bát Nhã Ba La Mật phá ma và ma dân, ngoại đạo, độ vô lượng chúng sanh. Vậy sao ở nơi thành Câu Di Na Kiệt, dưới cây song thọ mà diệt độ? Sau đó, Bát Nhã Ba La Mật từ phương Đông chuyển đến phương Nam, như mặt trời, mặt trăng, 5 ngôi sao, 28 ngôi sao, thường từ phương Đông lần đi đến phương Nam, từ phương Nam lần đi đến phương Tây. Từ phương Tây lần đến phương Bắc, vòng quanh núi Tu Di, lại như thường pháp cúng dường, đi quanh theo phía hữu, ứng khắp độ người Diêm Phủ Đà. Do nhân duyên ấy, nên từ phương Đông đến phương Nam, từ phương Nam đến phương Tây. Như vậy, vì tâm vô trước nên không định ở một chỗ. Bát Nhã Ba La Mật cũng như vậy, không định ở một chỗ. Từ phương Tây đến phương Bắc, chúng sanh hai phương này ước cúng dường, viết chép, đọc tụng cho đến tu hành, hương hoa cho đến phan lọ, được quả báo lớn như trong kinh nói. Sau đó chuyển chuyển đến phương Bắc, quả báo có được nhờ sự cúng dường ở đây như trên đã nói. Xá Lợi Phất, Bát Nhã Ba La Mật sẽ làm Phật sự ở phương Bắc. Trong đây nói nhân duyên, lúc Phật ở đời hay dứt các nghi hoặc, nên Phật Pháp hưng thịnh, không sợ Pháp diệt. Sau Phật diệt độ quá 500 năm, chánh Pháp lần diệt. Bấy giờ Phật sự dần khó, khi ấy người lợi căn tụng đọc nhớ nghĩ đúng, hoa hương cúng dường. Còn người độn căn thì viết chép, hoa hương cúng dường. Hai hạng người này lâu lâu đều sẽ được độ, nên nói sẽ làm Phật sự.
Phật dạy, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, ta và mười phương chư Phật đều lấy Phật nhãn thấy, nhớ nghĩ, biết và tán thán. Xá Lợi Phất bạch Phật rằng, bát nhã thâm sâu ấy lưu hành rộng rãi ở phương Bắc ư? Lưu hành rộng rãi là phương Bắc của Diêm Phù Đề rộng lớn, lại ở phương Bắc có núi tuyết lạnh nên cỏ thuốc có khả năng diệt độc, gạo lúa ăn vào, ba độc không thể phát ra mạnh, không thể phát ra mạnh nên chúng sanh mềm mại, năm căn tín tấn niệm định tuệ đều có thế lực. Có các nhân duyên như vậy, phương Bắc tu hành bát nhã ba la mật, người ở đây nghe bát nhã ba la mật thâm sâu, viết chép thọ trì cho đến nhớ nghĩ đúng, tu hành đúng như lời nói, nên biết người ấy từ lâu phát tâm đại thừa, cúng dường nhiều Phật, chống căn lành cùng đi theo thiện tri thức, thế nên có thể ở đời ác mà viết chép giữ gìn tín thọ cho đến tu hành đúng như lời nói. Xá Lợi Phất hỏi, phương Bắc có bao nhiêu người nghe bát nhã ba la mật thâm sâu rồi viết chép đọc tụng cho đến tu hành đúng như lời nói? Phật dạy, bát nhã thâm sâu ấy khó biết khó làm, tuy có nhiều người phát tâm vô thượng đạo được gọi là Bồ Tát mà ít có người nghe bát nhã ba la mật, tâm liền thông đạt, không kinh không thối mất, tướng trạng của tâm thông đạt, không kinh không sợ. Trong đây Phật tự nói là người ấy thân cận nhiều Đức Phật, người thân cận chư Phật ở trong vô lượng đời thường thấy chư Phật cung kính cúng dường. Vấn nạn là hỏi thẳng việc kia mà nghi tâm không mở, lại hỏi lại nhiều lần gọi là nạn. Công đức quả báo người ấy tuy chưa thành nên biết người ấy đã đầy đủ 6 ba la mật, 37 phẩm cho đến 18 pháp không trùng. Phương được ấy thuần thục làm lợi ích nhiều cho chúng sanh, đó là do thí ba la mật, giới ba la mật nên được sanh vào nhà giàu, tự làm việc bố thí, dạy người bố thí, do nhẫn ba la mật, thiến ba la mật nên khiến vô lượng chúng sanh xuất gia, thọ giới, phát tâm vô thượng chánh đẳng bồ đề. Trong đây Phật nói nhân duyên, người ấy theo ta và chư Phật quá khứ, nghe pháp đại thừa tương ưng với trí nhất thiết chủng, thế nên đời sau không mất tâm bồ đề ấy, cũng giáo hóa người khác, như đốt một ngọn đèn chuyển chuyển đều đốt. Người ấy các phiền não đã mỏng, không có sàn tham tật đố sân nhuế, nên không chê bai nhau, thường nhất tâm hòa hợp, thế nên ma hoặc ma dân không thể làm trở hoại. Nếu người có chút ít sai lầm thì ma chớp được chỗ, dễ như người bị lỡ gặp chất độc, ma là chúa cõi dục còn không thể làm trở hoại, huống gì người ác. Hoặc có người làm ác mà chẳng phải ác như thánh nhân chưa lìa dục, thế nên nói người ác chê bai bát nhã ba la mật, chê bai bồ tát. Lại nữa, các thiện nam tử, thiện nữ nhân vô lượng đời lại đây ưa Phật Pháp, đắm sâu thật Pháp, tín lực tuệ lực nhiều, nên nghe bát nhã ba la mật thâm sâu, có được tâm đại từ bi, nên tùy theo sức chúng sanh khiến họ vào bát nhã ba la mật thâm sâu, hoặc khiến được các nhân duyên của bát nhã là các thiện căn bố thí, trì giới, vân vân, vì vô thượng chánh đẳng bồ đề, nên thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy cầu đạo vô thượng, dạy người khác, khiến dành các thiện căn phước đức. Kinh, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy ở trước ta lập thệ nguyện rằng, khi ta tu Bồ Tát đạo, sẽ độ vô số trăm ngàn vạn ước chúng sanh, khiến phát tâm vô thượng chánh đẳng bồ đề, chỉ bày giáo hóa lợi ích vui mừng, cho đến khi được thụ ký địa vị bất thối, ta biết tâm người ấy và cũng tùy hỷ. Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy cũng ở trước chư Phật quá khứ lập thệ nguyện rằng, khi ta tu Bồ Tát đạo sẽ độ vô số trăm ngàn vạn ước chúng sanh, khiến phát tâm vô thượng chánh đẳng bồ đề, chỉ bày giáo hóa lợi ích vui mừng, cho đến khi được thọ ký địa vị bất thối. Chư Phật quá khứ cũng biết tâm người ấy và tùy hỷ. Xá Lợi Phất, các thiện nam, thiện nữ, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy vì có tâm lớn, lãnh thọ sắc thanh hương vị xúc pháp cũng lớn, cũng có thể bố thí lớn, có thể bố thí lớn rồi trồng căn lành lớn, trồng căn lành lớn rồi được quả báo lớn, vì nhiếp hóa chúng sanh nên thọ thân đối với chúng sanh có thể bỏ vật sở hữu trong ngoài. Do nhân duyên thiện căn ấy phát nguyện muốn sanh đến thế giới tha phương, nơi hiện tại chư Phật đang thuyết bát nhã ba la mật thâm sâu, ở trước chư Phật nghe bát nhã ba la mật thâm sâu ấy rồi, cũng ở tại đó chỉ bày giáo hóa lợi ích vui mừng cho trăm ngàn vạn ước chúng sanh, khiến phát tâm vô thượng chánh đẳng bồ đề. Xá Lợi Phất bạch Phật rằng, hỷ hữu bạch Thế Tôn, Phật đối với pháp quá khứ vị lai hiện tại không có pháp gì không biết, không có pháp nào như tướng nó mà không biết, không có việc làm gì của chúng sanh mà không biết. Này Phật, đều biết chư Phật và Bồ Tát thành văn quá khứ
cũng như biết mười phương thế giới và chư Phật Bồ Tát Thanh Văn hiện tại, cũng biết chư Phật và Bồ Tát Thanh Văn vị lai. Bạch Đức Thế Tôn, đời vị lai có thiện nam tử, thiện nữ nhân, xin cầu sáu ba la mật thọ trì đọc tụng cho đến tu hành, sao có người được, có người không được ư? Phật bảo Xá Lợi Phất, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nhân tâm tinh tấn siêng cầu sẽ được các kinh ứng hợp với sáu ba la mật. Xá Lợi Phất bạch Phật rằng, thiện nam tử, thiện nữ nhân, người sinh tu như vậy sẽ được kinh thầm diệu ứng hợp với sáu ba la mật ư? Phật bảo Xá Lợi Phất, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy sẽ được kinh thầm diệu ứng hợp với sáu ba la mật ấy. Vì sao? Vì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vì vô thượng chánh đẳng bồ đề nên thuyết pháp cho chúng sanh, chỉ bày giáo hóa lợi ích vui mừng khiến an trụ trong sáu ba la mật. Do nhân duyên ấy nên thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy chuyển sanh thân sau dễ được kinh thầm diệu ứng hợp với sáu ba la mật, được rồi tu hành đúng như lời sáu ba la mật dạy, tinh cần không nghỉ cho đến khi làm nghiêm tịnh Phật độ, thành tựu tuệ giác cho chúng sanh, được vô thượng chánh đẳng bồ đề. Luận: Phật dạy, thiện nam tử, thiện nữ nhân đối với hết trước ta và trước chư Phật quá khứ lập thệ nguyện rằng, ta tu Bồ Tát đạo sẽ khiến vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sanh phát tâm vô thượng đạo, chỉ bày giáo hóa lợi ích vui mừng khiến được thọ khí địa vị bất thối. Ta và chư Phật quá khứ biết thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy có tâm lớn, có thể làm việc lớn nên tùy hỷ. Thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe Phật biết tâm mình thời sanh hoan hỷ, tự nhớ quá khứ việc lập thệ nguyện càng thêm tinh tấn. Tâm lớn là tâm hết thảy chúng sanh đều ưa duyên theo sáu trần. Còn người làm phước đức hỗn tạp, nghĩa là trong khi làm phước mà tâm sanh nghi ngờ hối tiếc, quả báo của phước đức ấy tuy được giàu sang không thể hảo dụng, cũng không thể cho ai, do tội nghiệp nên các căn ám độ không biết chọn lựa tốt xấu. Còn thiện nam tử ấy khi chưa đắc đạo, do phước đức thanh tịnh nên được ngũ dục thượng diệu, được tùy ý tận dụng, cũng tùy ý cho người khác, hoặc cho người nghèo thiếu, hoặc cúng vào phước điển. Nếu gặp được thiện tri thức, nghe Phật pháp, dứt tâm đắm dục, thương xót chúng sanh vì vô thượng chánh đẳng bồ đề, nên bố thí và sở hữu trong ngoài không chút lẫn tiếc. Nếu chỉ giới khắp làm bởi thiện đạo đầy đủ luật nghi, cộng hành với tâm từ bi, tu các thiện pháp khác cũng như vậy, đem thân tu hành và dẫn dắt người khác tu hành thiện đạo, với nhân duyên phước đức ấy không cầu cái vui ở đời, ở chỗ vua trời vua người, chỗ giàu sang, sau nghe chỗ nào có Phật hiện tại, thời nguyện sanh đến đó. Còn Bồ Tát biết rõ thời tướng các pháp nên không muốn sanh đến các nơi đó. Nếu vì chúng sanh thì sanh ở trước mười phương Phật, nghe bát nhã ba la mật thâm sâu, nghe xong ở tại đó khai hóa cho vô lượng trăm ngàn chúng sanh phát tâm vô thượng đạo. Xá Lợi Phất không có nhân thiết trí nghe nói việc hạnh nguyện của Bồ Tát ba đời, đến phát tâm hy hữu bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, Phật đối với các pháp trong ba đời đều biết, từ như như pháp tánh thật tế đều biết, tánh hành nghiệp nhân duyên quả báo của chúng sanh đều biết, chư Phật hiện tại quá khứ vị lai trong mười phương và các đệ tử cùng hành sự của đệ tử trong thế giới đều biết. Nhân thiết trí của Phật có lực rất lớn không thể nghĩ bàn. Ý của Xá Lợi Phất cho rằng, đồng là người xuất gia đều cầu bát nhã ba la mật, cớ sao có người được người không? Cớ sao có người được người không được? Phật đáp, nếu Bồ Tát thường nhất tâm cầu sáu ba la mật không tiếc thân mạng, người ấy bên trong có tâm tốt, bên ngoài có chư Phật Bồ Tát và chư thiên hỗ trợ. Ý Xá Lợi Phất cho rằng, giàu có tinh tấn mà không có Phật ở đời, ma lực lại mạnh, thầy Bồ Tát ấy làm sao có được kinh thầm diệu bát nhã ba la mật? Thế nên lại hỏi, có được kinh thầm diệu tương ứng với sáu ba la mật ư? Phật dạy, được. Trong đây nói nhân duyên có được là thiện nam tử, thiện nữ nhân, vì đạo vô thượng nên vì chúng sanh mà thuyết pháp khai thị giáo hóa lợi ích an vui, khiến an trú sáu ba la mật, mở Phật đạo do quả báo của nghiệp ấy, nên khi chuyển sanh thân khác dễ có được kinh thầm diệu tương ứng với sáu ba la mật. Nếu có được, thời nên mau chóng thọ trì cho đến tu hành đúng như lời nói, tinh tấn không bỏ, đời đời không xa lìa, dùng quả báo sáu ba la mật làm nghiêm tịnh Phật độ, thành tựu tuệ giác cho chúng sanh, cho đến chứng đạo vô thượng. Nếu lẫn tiếng tiếc pháp, thời thường sanh chỗ biên địa không có Phật pháp. Hết cuốn 67 theo bản Hán.